Thiện cũng mến chào tất cả bà con nha, đã quay trở lại kênh của nông cơ Thiện bơm nước mini chọc bãi. Hôm nay Thiện cũng số soạn một mớ máy và một mớ phụ tùng. Trong cái thời gian thì ngày mốt cái hàng của Thiện mới đổ, thì Thiện cũng lên kênh cho bà con để cho bà con tham khảo có những cái mặt hàng nào bà con yêu cầu thì bà con cứ bình luận ở dưới kênh và để cho Thiện lùng những mặt hàng đó cho. Thì hôm nay thì lên cũng ít thôi, thì cũng số phụ tùng đó, thì cũng lên ngày hôm nay Thiện sẽ báo máy có hai con máy dầu, một con L5 và một con L6 đó. Thì Thiện sẽ báo giá hết trên kênh hết cho bà con. Có những con xịt thuốc, hôm nay có một con xịt thuốc Honda GX35 này, cực kỳ mạnh luôn. Thì chút nữa Thiện sẽ báo cho những cái con máy nào, tình trạng nào nó nổ được hay không gì đó, Thiện sẽ báo hết trên kênh cho bà con. Đó là Thiện cũng sổ một mớ phụ tùng đầu nòng đầu đồ nè, yêu cầu bà con yêu cầu là lên những cái đó cho bà con. Thì cũng còn hôm nay thì cũng còn sốt có một ít hàng nữa thôi đó, thì chắc cũng khoảng gần hai mấy lô thôi, cho nên thì Thiện cũng lên cho bà con luôn. Thì thành thức thì bên cửa hàng của Thiện thì bà con cũng rõ rồi, thì buôn bán thì phải có cọc rồi Thiện mới có gỡ hàng. Thì Thiện sẽ ship bao ship tất cả những mặt hàng của bà con là tất cả toàn quốc, nhưng mà Thiện sẽ không bao phí vận chuyển cho bà con đó, có nghĩa là Thiện sẽ giao hàng tất cả những nơi mà bà con ở, ở tất cả những cái tỉnh thành hết luôn. Thì bà con cứ ở nhà, nhiều lúc hiện tại bây giờ là Thiện là thấy là bà con phản ánh là những bưu tá không giao hàng. Vì vậy cho nên bà con cứ yêu cầu là cứ điện thoại cho Thiện đi, là Thiện sẽ điện là giao hàng tận nơi cho bà con đó. Trước khi bà con thanh toán, bà con kiểm tra hàng đàng hoàng rồi bà con thanh toán cho bên bưu điện, chứ không có là bà con mà đi ra ngoài mà lấy. Chừng khi nào bà con bưu điện gần thì bà con ghé qua bà con lấy, thì cái đó thì bà con rảnh rõ thì bà con lấy, chứ còn không có bắt buộc được bà con ra lấy hàng đâu nha. Cho nên bà con cái nào mà những bưu tá nào mà điện thoại những cái vấn đề đó thì bà con cứ điện thoại cho Thiện nha. Đó thì hôm nay thì Thiện cũng lên từ con số 1 cho bà con đó, và hôm nay thì Thiện cũng lên một số đồ phụ tùng, một số đồ phụ tùng cho bà con đó. Thì bây giờ là Thiện sẽ vô bắt lớp, Thiện sẽ vô đồ phụ tùng trước cho bà con đây. Rồi lên những cái lô hàng là Thiện sẽ báo giá và nói chi tiết cho bà con đó. Thì Thiện sẽ lên có hai cái ống sùng đó, ống sùng này nha đó, ống sùng này rất là xịn sò, dày cui luôn nha bà con. Thì hai cái như vậy nè, Thiện sẽ bán cho bà con là 140 đó, hai cái 140 nha, hai cái ống sùng như này là 140. Và lên chới xăng đó, chới xăng quanh bờ rồ xịn sò hai kim đó, xịn sò hai kim nha, chới xăng quanh bờ rồ đàng hoàng đó. Một cái như vậy là 90.000 nha đó, một cái là 90.000, giờ cái việc gắn vô là bà con xài thôi đó. Ưu tiên cho bà con nào lấy 5 cái thì bà con sẽ Thiện sẽ bao phí vận chuyển cho bà con đó. Thì một cái như vậy là 90.000, bà con lấy mấy cái cũng được hết, nhưng mà bà con nào lấy 5 cái đủ lên thì Thiện sẽ bao phí vận chuyển cho bà con nha đó. Một trái quanh và rồi nha đó, một cái 90.000. Rồi Thiện sẽ vô những cái đới cao su nè. Đó, đới cao su nè, có nghĩa là như giờ như vậy thì đới này là đới dành riêng cho những cái phun voi đó, phun voi xả lúa đó. Thì cái này là mình gắn ở chân trên nè, còn cái này là chân dưới nè. Thì Thiện cũng còn được ít, thì 10 cục như vậy nè đó, 10 cục như vậy là Thiện sẽ bán cho bà con là 80.000 đó, 10 cục như vậy nè đó là 80.000 nha đó. Bà con nào lấy thì Thiện sẽ bán cho bà con luôn 10 cục như vậy nè, 80.000 cao su 10 cục 80.000 nha. Rồi vô cần nè đó, bà con hỏi yêu cầu cần nữa nè đó. Cần này là cần rút, cần này cần rút cần 3 mét đó, nó là nó dài bây giờ hiện tại vị trí giờ là 1,5 mét nè đó, 1,5 mét, và nó kéo nó ra, nó kéo ra thành 3 mét, là có nghĩa là cái chỗ này là đầu nối nè đó, đầu nối nè đó. Bà con muốn ra 2,5 mét hay là 3 mét gì đó thì bà con kéo ra, thì cái hiện tại bây giờ vị trí nó như vậy nè, thì nó là chỉ có 1,5 mét thôi đó, 1,5 mét. Thì một cái cây như vậy này thì sẽ bán cho bà con là 100.000 đó, một cái như vậy nè, một cây như vậy là 100.000. Ưu tiên bà con nào lấy 5 cây thì Thiện sẽ bao phí vận chuyển cho bà con nha, 5 cây nha đó. Rồi Thiện sẽ vô những cái lô này, những cái máy phụ tùng đã hết. Thì đồ phụ tùng thì một ngày thì cũng lên được ít như vậy thôi, thì bà con nào lấy những cái nào giờ mà cần thiết mình làm trong con máy thì cứ alo cho Thiện nha, trong kho Thiện còn rất là nhiều. Thì bây giờ Thiện sẽ vô những cái lô hàng nè đó. Bây giờ Thiện sẽ vô đây là cái đây là lô 1 nha, lô 1 đây gồm cả hai cái đầu bò. Đầu bò này là hình như đầu bò này mấy khí đây, hình như 9 khí hay sao á đó.
chính khí hay sao, hai cái đều lăn im hết nha. Đó, hai cái như vậy này đều lăn im, bán cho bà con 200.000 nha, lô 1 200.000 nha. Rồi vô cái lô 2 nè. Lô 2 là những cái đĩa cắt mà của Nhật nó đã xài rồi, nhưng mà Thiện tiễn ra được một mớ như vậy nè, còn lữ ghim đồ này nọ thế bà con thấy nè, nó không có mà mẻ luôn nha. Đó, một cái như vậy nè, không có mẻ nè, thấy không bà con, thấy không? Thì cứ quay chậm cho bà con coi, chứ giờ bà con nói ổ lữ cũ gãy mẻ này, đó, không có một cái mẻ nào luôn nha. Đó, sơ xuất lắm á thì một cái thôi chứ không có được cái thứ hai luôn. Đó thì bà con dòm nè. Thì cái này đóng này thì nó gồm có 1 2 3 4 nè, 5 6, 6 cái như vậy nè. Đó, 6 cái như vậy nè thì sẽ bán cho bà con là 250.000. Đó, 6 cái 250.000 nha. Đó, răng rồi còn rất là đẹp. Đây lữ 25 nha. Đó, lô số 2 nha. Đó là lô số 3 nè. Đó, số 3 này cũng vậy, là đây là lữ 20. Đó, răng đồ này nọ thấy bà con thấy không? Đó, lữ cũ mà nó xài mà cũng còn răng. Tương đối là 80% chứ không bao giờ dứ nha. Đó, chỉ nó một mắt thôi. Đây như cái này có một mắt, một bị một mắt thôi. Đó. Thì cái này là nó gồm có 6 cái như vậy nè. Đó, 6 cái. 6 cái như vậy là Thiện sẽ bán cho bà con là 200.000, lô 3 200.000 nha. Rồi vô mớ cái đầu tôm nữa nè. Rồi vô cái lô 4 nè. Thấy không? Mấy cái đầu tôm nha. Tôm này chắc cái dành của mấy echo đồ nè. Đó, tôm đồ bao lăng im nè. Ba cái nè. Đó, 4 cái nè. Thấy không? 4 cái nha. Cái này có 1 cái tôm 260 nữa nè. Rồi 5 cái như vậy nè. Thiện sẽ bán cho bà con là 100.000 nha. Lô số 4 100.000 nha. Rồi vô số lô số 5 nè, gồm bắp chuối nè. Đó, có những cái bắp chuối này là của thằng 330 nè. Đó, 330 nha, bắp chuối con 330, cái này cũng vậy nữa nè. Đó, 4 cái, còn cái này là của thằng 260 nha. Đó, cái này của 260. Thì 5 cái như vậy nè. Đó, bắp chuối nha. 5 cái như vậy nè, Thiện sẽ bán cho bà con là 150.000. Đó, lô 5 là 150.000 nha. Rồi vô cái lô 6 nè. Đó, lô 6 nha, một cái lữ cày nè. Ở kia trước thì giờ có một cái lữ rồi. Đó, mà đăng lên á là kêu là hàng vời đó, đăng lên á là bà con giành lộn. Ngày hôm nay á thì Thiện cũng còn sốt đâu được một cái, nhưng hình như ngày hôm đó giờ hai cái sao á mà dọn vô kho cho nên không thấy. Bữa nay còn một cái nè. Đó, hôm nay còn một cái thì cũng xả luôn cho bà con luôn. Lô số 6 nha, lữ cày nha. Lô 6 này bán cho bà con 800.000 nha. Lô số 6 800.000. Rồi vô đưa cái lô số 7 nè. Một cái máy cắt của thằng Kamitsu nha. Ở hàng này là chưa dời, là cái gắn điện vô là xài thôi, điện 220. Cái này là Thiện có thanh lý của cái kho đó. Ở lữ cắt lữ đồ là còn xài được hết luôn nha. Ở còn mới tinh luôn, hàng chưa sử dụng nha. Đó, cắm điện là xài thôi. Thì cái như vậy là lô số 7 hả? Rồi lô số 7 nè. Ở một cái lữ cắt này còn rất là đẹp luôn, giờ cắt sắt cắt đồ gia đình rất ok luôn. Rồi Thiện sẽ bán cho bà con là 1.550.000 nha. Ở lô số 7 1.550.000. Rồi vô cái lô số 8 đi. Đâu rồi? Đây. Rồi vô lô số 8 nè. Ở một cái đây là cái bộ sới của thằng sới mini cắt cỏ nè. Ở sới mini cắt cỏ nha. Ở nó còn hai cái này mà nó mất cái chốt nè, giờ gắn chốt rồi vô cho Thiện nha. Thiện rồi bắt vô mình xài. Cái này là như nó là chính khí nè. Đó, dành chính khí nha. Lô 8 nha. Rồi lô 8 này, cái bộ này bán cho bà con 500.000 nha. Lô 8 500.000. Rồi vô cái lô 9 nè. Đó, lô 9 nha, một cây cần của thằng 330 nè. Đó, tay lái còn. Ở đầu bò đồ còn lăn im luôn nha. Đầu bò đồ còn lăn im luôn. Đó, giờ là gắn vô là bà con xài thôi. Cây này là cây số 9. Rồi số 9 này bán cho bà con giá bán là 250.000 nha. Số 9 250.000 nha. Rồi bỏ cái cây này vô. Rồi vô cây số 10 nè. Đó, vô một cái con máy của hàng Sáp, hàng của thằng Thái nha. Ở hàng này là hàng Thái inlock đàng hoàng nha bà con. Đó, xuất của Thái đàng hoàng. Đó, hàng này nè, hàng xuất Thái đàng hoàng. Hàng này là hàng chưa qua sử dụng, chưa đủ xăng gì hết nha. Nhưng mà đây là gọi là thằng hàng Sáp hồi xưa, thờ hồi xưa nha. Đó, đây nè, hàng Sáp, hãng của thằng Thái Lan đàng hoàng. Thì cái bình này là bình nó 26 lít. Thì nó có một cái chức năng là chuyên về phun phong. Đó, phun voi, xả lúa nha, xả lúa luôn. Máng nó là máng xả lúa luôn. Đây, máng nó máng inox, máng xả lúa đàng hoàng nha. Đó, qua cái con này á là nó có một cái chức năng á là nó sẽ phun thuốc diệt khuẩn được luôn. Thì cái đó thì Thiện sẽ bỏ đủ bộ phận, bỏ máng,
đồ đầy đủ. Nếu bà con, tại vì bây giờ là Thiện soạn ra không có kịp, thì trong cái con máy này và cái giá tiền mà Thiện đã bỏ ghi trên con máy là nó đi sẽ bao gồm là một cái ống sùng nè, một cái ống sùng, một tay cầm, một khúc ống nói, một ống sùng, một tay cầm, một khúc ống nói nha. Đó, và một cái cổ đỡ giờ xịt thuốc diệt khuẩn, và một cái nắp. Cái nắp đây là cái bộ phận chỗ đây là hai cái nắp, một cái nắp để dặn mình xạ phân xạ lúa, và còn một cái nắp nữa là Thiện sẽ gắn một cái nắp đó là để có một cái van để cắm cọng dây từ trên này xuống đây ra cái van để mà ra mình, và nó có đầu vòi xịt thuốc diệt khủng luôn, có nghĩa là nguyên bộ rồi, nhà là bà con cứ việc bà con xài thôi chứ không cần làm cái gì hết nha. Thì cái con máy này Thiện sẽ bao nổ bao xài luôn cho bà con đủ đồ đủ phụ tùng rồi bà con xài thôi. Thì con số 10 này Thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 2,4 triệu nha, con số 10 là 2,4 triệu. Rồi cho con 11 nè. Đó, con 11 này là một cái con Komitsu 330. Con này là nó cái đầu bò đó đã mất rồi. Đầu bò này đầu bò chính khía, nó là cắt cỏ đẩy bánh xe. Đó, con máy này là do điều kiện là bây giờ nó còn lại đây, thì Thiện cũng nói luôn trước kênh luôn, nếu bà con ngày hôm nay mà chốt con máy này thì bắt buộc trong đêm này mà chốt á thì phải có cọc cho Thiện, Thiện mới giữ hàng. Thì ngày hôm đó là ai cũng giành lộn cái con máy này, thì Thiện cứ giữ cho ông chú đó, mà tới khi tới sáng mà điện thoại cũng không bắt máy, và tới trưa luôn, 1 giờ trưa rồi điện thoại thì không bắt máy, thì nhắn tin nói thì thôi chú không đủ tiền chú lấy. Thì lúc đó thì sáng sớm đây chú nhắn giùm cho Thiện đây để mà Thiện còn chốt đơn hàng cho người ta. Đó, vì vậy con máy này ngày hôm nay Thiện quận bán một cái giá cho bà con là cái giá đó là 1,3 triệu. Con số 11. Con số 11 nha, cũng 1,3 triệu luôn cho bà con luôn. Thì bà con nào chốt máy này thì Thiện bắt buộc Thiện phải lấy cọc. Chứ bây giờ mà ai cũng giành lộn cái con máy này, rồi tới khi mà Thiện cứ giữ cho người đó, rồi sáng mai cũng không điện thoại cho Thiện. Ở trong quá trình lúc sáng ngày là Thiện sẽ làm lên đơn hàng, qua Thiện điện thoại thì không bắt máy, và Thiện cũng không dám bán. Đó, vì vậy cho nên bà con nào chốt hàng không ưng ý thì nhắn tin, ngại thì nhắn tin giùm cho Thiện, rồi em ơi em bán đi, lần sau anh ủng hộ. Chứ bây giờ cứ cam đơn hàng là bên cửa hàng người ta có khách ta dặn mà mình không dám chốt. Vì vậy cho nên bà con cũng thông cảm cho cửa tiệm nha. Nếu bà con nào chốt hàng thì bà con riêng con máy này lại còn một con nữa, một chút nữa Thiện sẽ báo cho bà con luôn. Đó, rồi con này Thiện sẽ bán cho bà con giá bán là 1,3 triệu con số 11 nha. Rồi vô con cái lô 14 nè, gồm hai cái xác của thằng Echo, hai cái xác của Echo nha, hai xác máy của Echo. Đó, quay được nha, quay được nè, y sơi đồ còn, mà nó mất chén xăng ổ giật nên nó bị đứt rồi nha, nó bị đứt rồi. Đầu bò đồ là không có, đầu bò đồ không có gì hết nha, có nghĩa là bán cái xác như vậy cho bà con thôi, hai cây như vậy. Rồi giờ bán cho bà con là 200.000, là lô 12 200.000 nha. Rồi vô cái lô 13 luôn, một cái thùng này là hình như là chới là bơm nước chạy xuồng ở dưới miền Tây nè. Ở bữa Thiện thanh lý có một cái thùng như vậy, ở bà con nào dưới đó có yêu cầu thì Thiện cũng bán luôn. Rồi lô này lô 14 nha, bán cho bà con. Lô 13 nha, lô 13 này bán cho bà con 100k, lô 13 100k nha. Rồi vô cái lô 14 nè. Một cái hãng máy của thằng xuất của Thái nữa nha. Của Thái đàng hoàng, in ngày rồi số đàng hoàng hết nha. Con này là cốt thẳng tua nhanh, quên cốt thẳng tua chậm nha. Đây là tua chậm nha bà con. Đây là dành riêng kéo là xịt thuốc xịt đồ nè. Thì cái con này là động cơ nó là 5 ngựa nha bà con. Động cơ nó là 5 ngựa. Con này động cơ nó 5 ngựa, cốt thẳng nha. Quên cốt xéo nha. Động cơ 5 ngựa nha bà con. Động cơ này 5 ngựa này, giờ cái việc là hàng này là hàng chưa có đổ xăng. Cái lô này là lô thanh lý lấy quời. Cho nên là nó chưa có đổ xăng nha. Rồi cái con này bán cho bà con giá bán là 1,450,000 nha. 14 1,450,000. Rồi vô một con máy dầu cho nó vui đây. Lên vô. Rồi vô 15 nè. Rồi bỏ máy dầu để vô chỗ đây đây. 15 nha. Rồi vô con 15 nè, một con Yama L5. Con này Yama L5 nha bà con, L5 5 ngựa, L5 50 nè, 5 ngựa nha. Con này là máy dầu, này máy dầu tu chậm nha bà con. Máy dầu tu chậm, lóc máy lóc đồ là còn sáng sủa đẹp lắm. Còn rất là đẹp nha. Con này là đã nổ rồi.
bên đó bây giờ nó dời xong là Thiện đổ dầu vô là nó nổ luôn đó, cho nên giờ này thì không có ai mà giật nở, biết có giật nở không, để thử bệnh Thiện bệnh thử mà cái thôi nha, phải có người ấy là nó nổ ngon lắm. Để Thiện ấy cho nổ cho bà con coi nè, dịnh dịnh đây em, dịnh cho nhất bệnh, lấy sức đưa cái chân vô ngay chỗ cái ổ giật, lấy sức giật đó, lại lại cái nữa đây đó luôn, rồi từ từ để vô một tí ga nữa, dặn cái đây ra đè xuống hết luôn đó, siết lại. Đồ mấy sức không nó. Đồ bị bướu ngặt nó giật nó. Được. À. Được. Không. Bán là bao nổ cho bà con, do anh thợ anh đi theo cái quá. Anh giật không có nở, anh giật có mấy cái anh đổ mồ hôi hột rồi. Tại cái máy dầu này nó rất là nặng. À, thì cho nên là chỉ cần kéo cái cò là bà con là xà mấy dầu thì bà con rõ. Thiện cũng mới am hiểu đây đó, có một ông anh ông chỉ dầu heo đồ là nó chỉ liên quan, nếu không có là xả gió là máy dầu nổ thôi. Thì con máy này Thiện sẽ bán là bao nổ cho bà con, là con máy dầu nha, L5 bao nổ, con số nhiêu, con số 15 nè, bao nổ cho bà con, giá bán cho bà con là 5,2 triệu, L5 nha, 5,2 triệu đó, 15, 5,2 triệu. Rồi Thiện sẽ vô cái phụ tùng nè đó, cho anh thợ anh mới giật mấy cái đổ mờ hơi hột rồi, anh theo cái của anh giật không có nở. Bây giờ vô mấy cái nhẹ cho anh rinh vô cho nó phẻ chút đi. Vô 16 nè, vô 16 nha, có một đống xác, đống xác nè. Đây là cái lóc của GX35 xịn nè, lóc GX35 xịn nè, thấy không? Đây nè, góc lắp 35 xịn, thấy không? Còn cục IC nữa nè, thấy không? Cục IC rin của nó nữa nè, thấy không? Còn cái lắp này lắp của máy gì đây, dính ấp dính đồ lum đây, lắp này lắp máy gì đây, Thiện không thấy cái tên, rồi bán cái lô cái lắp này nè, nó cục 16 nha, thấy không? 16 nè, cục IC đồ của thằng GX35 nè, còn nè nha. Ở lô 16 bán cho bà con 120.000 nha. Lô 16 120.000. Rồi lô 17 nè, có mấy nè, có một con máy nè TL26 nè. Đó, máy TL26 nha, IC rin đồ còn nè. Đó, IC rin đồ còn. Đó, 17 nha. Đó, bán cái cục này cho bà con nè. Đó, 17 TL nha, cục IC rin đồ còn nè. Hình như giật được luôn, giật nhẹ nhẹ thôi. Đó, đó giật nhẹ nhẹ lên xuống à. Đó, giật được nha. Đó, thấy không? Còn giật được hết nha, TL26 và 17 nha. Cái cục này 17 này bán cho bà con 200.000 nha, 17 200.000. Rồi 18 nè, có mớ nồng nè. Mớ nồng nè, nồng gì, nồng 226 hay nồng gì đây. Mà nồng còn rất là đẹp nha bà con. Một cái nè. Hai cái nè. Ba cái nè. Nồng lớn nè. Ba cái nè, bốn cái nè. Năm cái nè. Sáu cái nè. À, sáu cái nồng 18. Lô 18 nha. Ở 6 cái nồng nè. Ở 6 cái nồng này bán cho bà con là 130.000 nha. 18 130.000. Rồi vô 19 nè. Mớ bánh chớn tháo máy ra nè, bánh lăn tháo máy ra nè, được cái 5 cái nha. 5 cái nè. Thấy không? 5 cái nha. 5 cái nè, và có mấy cái nắp úp này, nắp úp nè. Úp này như là của GX nè. Đó, lô 19 nha. Nguyên đóng nè, 19 nè, bánh chớn nè, nọ bánh chớn, bánh lăn nè, tháo máy nha. Rồi 19 này bán cho bà con 120.000 nha, 19 120.000. Rồi 20 nè, một cái xác của thằng Maru 26 nè, Maru 26 nha, y sơi đồ còn nha. Ủi giật trợ lực, con này còn lăn nha, con này còn lăn nè. Dịnh đi, dịnh đi. Giật coi. Nó cứng nha. Nó cứng. Maru 26 nè. Bán cục này cho bà con luôn 100.000 nha. 20 100.000 nha.
Rồi 21 nè, một cái ổ giật của thằng Sindawa 305 nè. Đó, giật được nha. Giật được nè. Giật chạy nha. Nè. Nè, giật chạy nha. Rồi 21 nha. Rồi 21 nè, bán cho bà con 50k nha, 21 50k. Rồi 22 nè. Đó, nguyên mấy cái đồ dụng cụ của cưa nè. Đó, cắt lam nè. Đó, đây nè. Đó, nguyên đóng vậy nha. Rồi bán cho bà con là 70k nha, 22 70k nha. Rồi 23 nè. Đó, mấy cái đầu của đầu thuốc nè, nó còn ti nè, còn nhông còn đồ nè, nhà bà con nào có hư mấy cái đầu á lấy nha. Rồi 2 hả? 23. Đó, lấy nha. Đó, nó nằm có mấy miếng đây nữa nè. Đó, bán luôn cho bà con. Đó, nhông nó rồi còn nè, giờ có thay thế về thay nha. Rồi 23 nha. Rồi bán bà con 100 ngàn nữa nha. 23 100 ngàn nữa nha. Rồi 24 nè, thêm một con Honda CX68 nè. Con máy này là máy hàng liên danh của Thái nè. Đó, hàng này thì là lâu lắm rồi, bữa nay nó mới lòi ra. Nhưng mà cái cây lam nó đi đâu mất, nó nằm trong kho. Con này chưa, hàng chưa đổ xăng luôn. Đó, hàng chưa đổ xăng nha. Giật cho bà con coi nè. Đó. Đó, hàng chưa đổ xăng nha bà con. Đó, hàng chưa đổ xăng còn máu luôn, bị nó bị lạc ở trong kho. Đó, lấy ra bán cho bà con luôn. Cây này giờ đổ xăng đổ nhớt vô để giật nha. 24 nha. Rồi cây 24 này bán cho bà con giá bán là 800 ngàn nha. 24 800 ngàn, hàng chưa đổ xăng vô nha. Rồi 25 nè. Ở hai cây cưa ma lóc nè. Ở hai cây cưa ma lóc nha, một cây là bị gãy tay lái rồi nha, một cây còn nha. Ở một cây còn, hai cây. Hơi hám nè. Hơi hám rất ngon nè, giật cây đây. Cây này dính cứng nha, mà cây bị gãy tay lái. Đó, rồi bán hai cây như vậy cho bà con nè. Đó, hai cây như vậy nè, bán hết về cho bà con là 700 ngàn nha. 26. 26 nha, hai cây ma lóc 700 ngàn. Đó. 26 700 hả? 25 26. 25 nha bà con. Đúng không? Đúng không? Rồi 25 700 ngàn nha. Rồi 26 luôn. Thêm một cái xác của thằng xả lú nữa nè. Đó, Easter Idol còn. Đó, giật khởi được không? Đó, giật được nè. Rồi. Rồi 26 nha, bán một cho bà con cái xác như này nè cho bà con nè. 70k nha, 26 70k. Rồi 27 nè. 27 là một con Hitachi 24 nè. Rồi giật hơi cho bà con đây. Đó, hơi hám rồi còn ngon nha. Đó, Hitachi nha. Con này là hai mấy? 27 nha. Đó, 27 bán cho bà con giá bán là cục này bán cho bà con là 270.000 nha. 27 270.000. 28 nè. Thêm một con Rubin này, giật 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 đi. Tình trạng dính cứng nè. Rồi, bán cái xác này cho bà con nè. Đó, một hả? 28 nha. Đó, xác còn cái chới xăng quanh Pro nữa nè. 28 nha, bán cái cục xác này cho bà con 100.000 nha. 28 100.000. Rồi vô cái lô 29 nè, bà con nói lấy chới xăng quanh Pro nè. Ở cái này là một cái quanh Pro nè, hai kim nè. Ở quanh Pro hai kim nè. Một cái nè, vú bơm vú đồ còn ngon nè. À, một cái nè. À, cái thứ hai là một kim nè. À, còn vú bơm đồ còn ngon nè. Hai cái nè. Ở đây cũng một kim nữa nè. Còn ngon nè. Ba cái. Đó. Cái này cũng là One Pro nữa nè. Cái này một kim nữa nè. Nè, 4 cái. Đó. Trong này là 6 cái nha. Cái này cũng One Pro nữa nè. Đó, mà nó mất cái bên cái tai sắt kia rồi. Bóp được còn ngon nè. Đó. Đó. 6 cái như vậy nè, bán cho bà con 650 nha. 29 650 nha. Rồi vô cái lô 30 nè. Ờ, 30 nè, một cái cây này 260 nè, đầu bò mà nó mất chén kẹp là lăn im nè. Ờ, còn một cây cần nè. Ờ, một cây cần nè, còn một tay lái nè. Ờ, một cái cây này mà một cái chuông nè. Một cái này 260 nè. Ha, à, 260 nha. 260 mất đầu bò có tay lái nè. Đó, có tay lái nha. Đó, 30 nha. Đó, 30 này, cái lô này thì sẽ bán cho bà con là 5 cây
bán cho bà con là 300 ngàn. Đó, 30 300 ngàn. Rồi, 31 nè, một cây tôm 260 nha, hàng thanh lý nha, tay ga bóp nha, hợi xịn sò. Đó, đầu bò chiến kẹp đồ đầy đủ, dời cái việc là xài thôi. Đó, chứ không làm cái gì nữa hết nha, gắn vô là xài, tay ga bóp. Rồi, bán rẻ luôn cho bà con, cây này là cây 3 mấy? 31 nha. Đó, 420 ngàn, 31 420 ngàn. Rồi, 32. Một con Rubin cóc nha, 253. Con này đã nổ rồi, thợ bỏ trong ấy rồi nha. Đó, giờ giật máy nổ liền nha. Đó, thợ đã bỏ trong kho lâu rồi. Đó, cho nên Thiện lấy ra, Thiện xả luôn cho bà con luôn. Đó, cây Rubin nha, 32, bán cho bà con 700 ngàn. Đó, chới quanh vừa rồi đàng đàng nha, 32 đủ đồ nha. Đó, 700 ngàn. 33. Đó, thêm một cây Maru gì đây. Đó. Đó, bị mất cái buri rồi nha. Đó, mất buri là có gì có nấy nha, mất buri. 33. Đây, đầu bò chín kẹp còn lăn im. Rồi, bán cây này cho bà con 420 ngàn nha. Đó, Maru nha, 420 ngàn. 33. 34 nè. Đó, bán cho bà con một cái xác, cái xác của thằng Isaki. Đó, cái xác của thằng Isaki nha, nguyên cái bình là còn nguyên nè. Đó, cái bình này là tiền bán không là 300 ngàn nha. Đó, động cơ nè, động cơ giật được nè. Đó, động cơ đồ giật được luôn nha, chứ xăng đồ còn, cái bô là nó bị nứt chỗ này nè. Đó, bình xăng chứa cũng còn luôn, mất vàng áo. Đó, bán rẻ luôn cho bà con, giờ nhà bà con có xài những cái dòng này thì mình lấy giờ nha, nó có chức năng xả lúa. Con này nó có chức năng xả lúa nha, nó có chức năng xả lúa, con này có chức năng nã lúa luôn, giờ bà con thay qua dàn máy của mình nha. Đó, rồi bán cây này cho bà con là 750 ngàn. Đó, 750 ngàn nha, 34 750 ngàn. Rồi, 35 nè. Đó, thêm một cái con máy đây nữa Thiện cũng nói luôn. Đó, buôn bán á, thì mà đã chốt hàng rồi á, thì mình cũng lớn rồi. Thì khi mà mình suy nghĩ mình thấy á, bán người ta đã đăng bán là trực tiếp bán theo hình thức trên kênh. Đó, người ta quay rõ ràng như vậy. Đó, thì mình chốt hàng thì mình phải suy nghĩ kỹ rồi mình chốt. Chứ mà khi mà lấy hàng dời rồi kiểu như là không thích, hay là nhiều bữa nay tình trạng rất nhiều bị thiếu tiền, không nhận hàng, bơm hàng. Đó, cho nên á, ngày hôm nay hở ai chốt những cái con máy này bắt buộc phải có cọc cho Thiện từ 300 ngàn đến 500 ngàn Thiện mới có gỡ hàng đi nha. Đó, đây là một cái dàn xịt thuốc, đầu tâm nó là 330, hàng thanh lý kho. Đó, nguyên cái cuộn dây nó là nằm tầm là gần 30 mét. Đó, cuộn dây cái này là hình như là hơn 30 mét nè. Đó, không, đó, 340 mét gì đó. Hoặc cái bình nó là bình 50 lít, giờ chỉ gắn động cơ là xịt thơ nha. Đó, gắn động cơ vô là xịt thơ, chứ không có làm cái gì nữa hết. Rồi, cái con máy này Thiện sẽ bán hả? Đó, 35 mét nha. Đó, giờ cái máy này chỉ có giờ có việc bà con gắn động cơ vô là xài xịt thuốc đẩy bánh xe đi. Rồi, con này là con 35 nha. Con này 35, bán cho bà con 2.8 triệu nha. 35 2.8 triệu. Rồi, 36 nè, xin một con bơm nước mini nha. À, bàn Cushin nòng 34 ly, bình xăng dứ nha. À, bình xăng dứ, con này là nổ rồi nha bà con. À, bao nổ bao ra nước luôn cho bà con luôn, giật nổ cho bà con đây. Muốn tách vô hả? À. 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 Mắt muốn tách rồi. Bán bao nổ cho bà con. Đó, ngày mai thì sẽ kiểm tra lại cho, bán bao nổ luôn, bán cho con 1 triệu nha. 36 1 triệu. Để cho anh này anh đi sau đi, anh L6 đi sau đây. Rồi, 37 nè. Đó, thêm một cái hàng Mitsubishi TL768 nè. Bình này là bình 25 lít nha, hàng chưa đủ xăng. Đó, giờ cái việc bà con xài thôi, có dây có đồ đầy đủ hết cho bà con. Đó. Dây nó nằm trong này nè. À, à, nằm trong thùng giấy á. Nó nằm trong thùng giấy rồi, dây đeo dây đồ đầy đủ hết luôn, giờ cái việc bà con xài thôi. Đó, giờ cái việc bà con xài thôi nha. Đó, rất là xịn sò luôn. Đó, đầu áp đầu đồ là còn rất là chưa qua sử dụng nha. Rồi, bán cây này cho bà con là 1.550.000 nha. 37 1.550.000.
Rau 38 nè. Thêm một con phun voi nữa nè. Đó, phun voi nha. Ở hàng Kudota. Ở hàng này là bao hơi, bao lửa, bao nồng, bao bạc luôn cho bà con luôn. Giờ cái việc bà con xúc nhẹ trứng xăng lại là làm nó nổ thôi nha. Rồi cây này 38 nha. 38 bán cho bà con là, cây này bán cho bà con là 680 ngàn nha. Đó, 38 680 ngàn. Rau 39 luôn. Thì một con xịt thuốc cu đích xài quạt luôn. Con này cũng vậy, xài sấy chới xăng quanh bồ rồ nha. Hàng này đã mờ xăng đồ nổ hết rồi. Giờ bà con xúc nhẹ trứng xăng lại là cho máy nó nổ thôi. Rồi bán cái này cho bà con là 520 ngàn. 39 520 ngàn. 40. Ở một con cu rít bình 20 lít nha. Con này chuyên về phun phân, phun voi, không có xả lúa. Đó. Con này là nổ luôn rồi nha bà con. Đó, con này là nổ đẹp, nổ ngon lắm rồi. Đó, nằm lâu quá, ra xả giá bán luôn cho bà con luôn. Giờ cái việc bà con xài thôi, xả luôn. Đó, con này hàng như vậy mà bán xả luôn mà cũng không đi nữa. Rồi bán rẻ luôn cho bà con, 1 triệu thôi. 40, 1 triệu. Rồi 41 nè, một con Giang Ma BS50 nè. Bình 26 lít, chuyên giờ phun phân, phun voi. Đó, không có xả lúa nha. Đó, nó cũng có đầy đủ nè, dây đeo, dây đồ luôn. Đó, chỉ có không có phun lúa thôi, bình lớn hơn một tí. Đó, bán cây này luôn. Giờ xúc nhẹ xứng xăng lại là cho nó nổ luôn. Bán cho 41 nha. Bán cho bà con 1 triệu luôn. 41 1 triệu. Rồi 42. Đó, 42 nè, một con con này là con Giang Ma L6, 6 ngựa nha. Đó, con này nó hay một cái á, là nó có bộ đời rồi sẵn hết, nhưng mà Thiện không có đời, Thiện chỉ là cho thợ nó giật nổ thôi. Con này là cũng là tua chậm nha. Đó, con này 6 ngựa, con này cũng bao nổ luôn cho bà con luôn. Đó, bao nổ luôn. Giờ bà con cứ giật nổ là mở cò ra là nổ thôi. Cái này là rất là đơn giản, còn nếu mà ông ấy là xả gió, nhưng mà con này đã nổ rồi, không còn xả gió nữa nha. Con này là L6 nha bà con. Đó, 42, con L6 này bán cho bà con giá bán là 6,5 triệu nha. À, bán cho bà con 6,5 triệu có đời luôn nha. Ở giờ bà con gắn bình vô nha, đấu bình vô là xài thôi. Con này bao nổ cho bà con là con 42 6,5 triệu. Rồi vô con cuối cùng nè, con này là con hàng VIP nè. À, con này là một cái con Honda. À, con Honda GX35 mất cái tem rồi. À, GX35 nè đây. À, bà con giờ thấy không? À, inlock GX35 nha. À, inlock GX35. À, con này đó thì test nổ cái tốc độ của nó xem cho bà con nè. Rồi giật máy. Bỏ đi. Rồi giật đi. Ở máy này là xăng riêng, nhớt riêng. Ở con này là con cuối cùng nha. Ở test máy cho bà con luôn, con cuối cùng xả nước ra. Đó, nó chỉ mất cái tem. Ở mất cái nắp boe. Ở bán rẻ luôn nha. Ở bán như vậy nè, giờ cho bà con bán cho bà con là 2,8 triệu nha. Ở nó chỉ thiếu cái nắp boe thôi, đầu áp đầu đồ là xịt. À, có được súng cái đầu bét nè, bét quả tiễn nữa nha. À, bắn cây, bắn cao lên cao cũng được, mà bắn xe cũng được, là chỉnh bằng cái nút này. Đó, chỉnh cái nút này nè. Đó, bắn cao bắn gì đó là chỉnh cái nút này. Đó, nó hay một cái vậy. Rồi bán cho bà con 2,8 triệu nha. Con 43 2,8 triệu. Rồi em đây hết rồi. Rồi có vô con nữa nè. À, nó nặng quá không có rinh ra. Con này là con 49 nha. Hả? À, quên, 44 nha. Một con sới. Con này động cơ nó lên tới là 7 ngựa luôn nha bà con. Đó, động cơ lên 6,5 ngựa, 7 ngựa luôn. Đó, dòng này là dòng của thằng Mitsu nè, hợp tác với Nhật nè. Đó, sới hai cái dàn sới nó rất là, nó có rất là dài, và nó có là hai số, số 1 số 2 nha. Đó, có gà số 1 số 2 luôn. Thì con này là đã mờ xăng vô họng nổ rồi, xúc nhẹ xứng xăng là nổ ok luôn. Rồi con này bán cho bà con giá bán là 4,2 triệu nha. Đó, bán cho bà con 4,2 triệu. Riêng con máy này nè, con số 44 á, 4,2 triệu. Rồi những cái con máy của mấy ông anh đã đặt ra thì cũng đã đóng hàng xong. Đó, đóng cũng được là 7 con máy mới. Và quạt đồ đã đóng, chuẩn bị là xe bưu điện chuẩn bị ra rồi.
chuẩn bị Thiện sẽ bóc lên cho bà con luôn. Đó, thì cũng được 7-8 con. Thì có một ông anh ở cũng miền trong cũng mua được 3 con hàng hàng 8, Echokidix hàng 8. Còn xài quạt là một anh số anh em là ở Đắk Lắk, Đắk Nông cũng ủng hộ được 3 bình mới. Đó, 3 cái bình này nãy Thiện mới đăng đó. Rồi Thiện cũng rất là cảm ơn những bà con đó yêu mến bên cửa hàng của Nông Cơ Thiện Bơm Du Bơm Nước. Thì bà con nào, những bà con nào chưa biết được cái kênh của Nông Cơ Thiện Du Bơm Nước thì bà con hãy đăng ký kênh và chia sẻ giùm cho Thiện nha. Đó, cho nên nhiều lúc cái mặt hàng của Nhật là rất là nhiều. Đó, còn nãy giờ Thiện quên lấy mấy cái bình này ra nữa chứ, mấy cái bình không nè, còn đâu được mấy cái bình không. Thôi đợi clip sau đây Thiện sẽ đăng lên cho bà con, Thiện quên lấy ra. Có nhiều ông anh cũng hỏi, đó thì cũng quay ra đó, thì bà con nào yêu cầu mà cần tới thì cứ điện thoại kết bạn Zalo, Thiện sẽ quay cho là rồi cho bà con nha. Đó, có những cái bình không đồ này nọ cũng rất là nhiều, ống sùng bóng đồ rất là nhiều để mà phục vụ cho bà con chuẩn bị hàng, cũng bơm nước đồ là sắp sửa cũng đã giờ rồi, bơm nước lớn, bơm nước đồ thì bà con cũng dặn rất nhiều, thì Thiện cũng thanh thủ để đưa hàng về để mà phục vụ cho bà con. Rồi Thiện cũng xin mến chào tất cả bà con nha.